Ngày hôm nay đánh dấu sự hợp tác thành công giữa hai doanh nghiệp chúng ta. Tất cả là nhờ cô. Để ăn mừng sự thành công này, tôi mời mọi người thưởng thức món ăn đặc sản cao cấp nhất tại nhà hàng. Đó là thịt TT. 100.000 con TT bị giết hại mỗi năm để lấy thịt và vảy. Loài TT đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Hãy nói không với các sản phẩm từ TT. Không có người mua, không còn kẻ giết.